Chào mừng các bạn, chào mừng cả nhà đến với chương trình hướng dẫn thực hành lòng biết ơn buổi thứ hai. Ai nghe được Thuận nói rõ thì bình luận số 1 giúp Thuận nhé cả nhà. Chào chị Oanh, chào chị Hiên, chào chị Hiền Huyền, chào anh Hồng Tư, chào anh không biết anh hay chị Tâm không nhỉ? Rồi, xin chào chị Thanh Phương. Chào chị Dương Thị Tâm. Chào chị Tuyết. Chị Tuyết Giao. Chào chị Thùy Trang. Chào anh Xuân Ngữ. Chào mọi người. Rất là tuyệt vời. Hôm nay là buổi thứ hai trong hành trình 29 ngày. Nó là 28 ngày đấy, nhưng mà thêm ngày hướng dẫn ban đầu nữa là ngày, thành ra là thêm ngày không nữa thì thành ra là 29. Thì đây nó là một cái ngày, đây là một hành trình tuyệt vời. 29 ngày này là một hành trình tuyệt vời. Và nếu như mà nói hỏi trong, nếu như ở thời điểm này ai đó mà hỏi Thuận câu hỏi là trong cuộc đời của bạn, trong cuộc đời của Thuận, Thuận đã từng chi trả số tiền để mình đi học phát triển bản thân ấy là đâu đó tầm khoảng là 1 tỷ, khoảng 1 tỷ 200 triệu khoảng đó đó. Thì chưa kể là thời gian và tiền tiền vé máy bay, chưa kể thời gian và tiền vé máy bay thì nguyên tiền học phí không khoảng 1 tỷ 200 triệu. Thì nếu như ai đó hỏi câu hỏi là chương trình nào mà bạn cảm thấy ý nghĩa nhất cho đến thời điểm này, thì cái hành trình 28 ngày thực hành phép màu này không phải là chương trình ý nghĩa nhất đối với Thuận, mà nó là chương trình ý nghĩa thứ hai. Và chương trình ý nghĩa nhất đối với Thuận là chương trình thiền hướng dẫn thực hiện kỹ năng sống, thiền Vipassana là chương trình ý nghĩa nhất. Và chương trình ý nghĩa thứ hai đó chính là hành trình 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Mà điều tuyệt vời rằng cả hai chương trình này đều miễn phí. Và ngày hôm qua thì Thuận có đọc được ở đâu đó ở trên Facebook cách đây một vài ngày ấy, và ngày hôm qua cũng có đọc lại, thì có một người đã đăng ở trên Facebook của cá nhân của họ rằng những gì miễn phí ở trong vũ trụ này, những gì quý giá nhất, những gì mà quý nhất ở trong vũ trụ này mà nó công bằng cho tất cả mọi người thì đều là miễn phí. Và họ đưa ra hai ví dụ. Đó là thứ nhất, đó là bầu không khí. Bầu không khí thì vũ trụ tạo hóa đã có cái bầu không khí là công bằng như nhau, mà ai cũng có quyền hít thở. Và nó nếu như thiếu không khí thì mọi người sẽ chết. Và đúng quả thực, không khí là một cái, gọi là một cái vô cùng quý giá, đúng không ạ? Ai đồng ý với Thuận rằng là không khí rất là quý thì bình luận là đồng ý giúp Thuận ạ. Và nó là miễn phí và công bằng cho mọi người là như nhau. Và điều thứ hai mà họ đưa ra ví dụ đó chính là thời gian. Thời gian thì mỗi người có 24 giờ, không có ai có nhiều hơn 24 giờ. Và thời gian là vô cùng quý và nó cũng là miễn phí, bởi vì ta sinh ra ta cũng không cần phải bỏ tiền ra để mua thời gian. Đương nhiên nhìn về một cái góc độ sâu xa nào đó thì nó hoàn toàn không miễn phí. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu theo cái nghĩa thông thường thì nó là miễn phí, thời gian là miễn phí. Đấy. Và thì rõ ràng là những cái thứ mà đúng là theo như cái bài viết này nó có cái gì đó nó cũng là đúng, là những gì mà quý giá nhất ở trong trên cái vũ trụ này là miễn phí. Và sự thật là trong các cái chương trình phát triển bản thân, học kinh doanh và học làm giàu trong suốt 20 năm vừa qua mà Thuận đã tham gia, thì hai cái chương trình mà Thuận cảm nhận được là nó ý nghĩa nhất đối với cuộc đời của mình, đó là chương trình ý nghĩa nhất ý, là chương trình thiền Vipassana. Ý nghĩa thứ hai ý, là chương trình hướng dẫn thực hành lòng biết ơn, gọi là thực hành phép màu. Qua 29 ngày học, bao gồm từ ngày 0 cho đến ngày thứ 28 đó. Và Thuận cũng hy vọng rằng, và Thuận cũng nguyện rằng
Đây là một chương trình ý nghĩa đối với tất cả các anh chị, các bạn, các anh chị đang có mặt ở trong Zoom. Và nó không chỉ ý nghĩa đối với lại cá nhân các anh chị, mà nó còn ý nghĩa đối với cả gia đình của các anh chị. Bởi vì với những trải nghiệm của Thuận và những gì Thuận quan sát được, thì Thuận tin tưởng rằng phương pháp này nó không chỉ thay đổi cá nhân mình, mà nó sẽ giúp chuyển hóa cả những người xung quanh. Đương nhiên là chúng ta đừng có mong cầu, bởi vì khi chúng ta mong cầu là chúng ta không thuần khiết, mà khi chúng ta không thuần khiết thì theo luật của tự nhiên, khi chúng ta không thuần khiết là lúc chúng ta thu hút những điều tiêu cực đến với mình. Cho nên Thuận tin tưởng nó sẽ giúp thay đổi những người xung quanh, nó giúp thay đổi môi trường sống của mình. Nhưng Thuận phải gợi ý, phải nhắc cho các anh chị hiểu rằng chúng ta đừng mong cầu. Chúng ta hãy cứ thực hành cái phương pháp này một cho chính, cho riêng mình thôi. Thực hành cho riêng mình thôi. Và ta hãy thuần khiết 100% khi chúng ta thực hành. Và khi chúng ta thực hành thuần khiết, chúng ta tập trung cái sự ý thức của mình 100% vào cái hành trình thực hành này, thì Thuận tin rằng phép màu sẽ mở ra. Mà phép màu nó không cần phải đủ 28 ngày mới mở ra đâu. Chỉ khoảng một vài ngày thôi, đâu đó tầm khoảng 10 ngày là mọi người đã cảm nhận được khá là sâu sắc rồi. Và trước khi vào nội dung của buổi hôm ngày hôm nay, ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành, Thuận sẽ hướng dẫn cho mọi người thực hành cái phương pháp thứ hai, đó là phương pháp về hòn đá nhiệm màu. Thực hành ngày hai là hòn đá nhiệm màu. Thì tại sao chúng ta lại cần phải thực hành cái phương pháp hòn đá nhiệm màu này? Thì nó có ý nghĩa của nó. Và trước khi nói về ý nghĩa của phương pháp hòn đá nhiệm màu này, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phương pháp của ngày hôm qua. Đó là ngày hôm qua thì chúng ta học về cái phương pháp là chúng ta cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Và vào lúc sáng sớm, chúng ta bắt đầu, tức là chúng ta ghi ra 10 cái, ngày hôm qua là chúng ta đã ghi ra 10 cái khẳng định. Đây, về bài ngày hôm qua ấy, là chúng ta ghi ra 10 cái khẳng định về lòng biết ơn của chúng ta theo cái cấu trúc. Theo cái cấu trúc là tạo ra danh sách 10 điều biết ơn theo 4 cái cấu trúc. Đó là tôi thật sự vui, hoặc là thay từ vui này bằng từ hạnh phúc. Tôi thật sự vui khi có được điều gì đó. Bởi vì tại sao? Tức là chúng ta phải luôn luôn ghi ra được cái đối tượng mà chúng ta biết ơn. Và chúng ta phải ghi ra được cái lý do vì sao mà chúng ta biết ơn cái đối tượng đó. Đấy. Cái đối tượng này nó có thể là một trong những cái lĩnh vực của cuộc sống, như là nó có thể là những vị thánh nhân, nó cũng có thể là thiên nhiên như không khí, dòng sông, mặt trời, núi biển cả, nó cũng có thể là môi trường, căn nhà, vật dụng, hay là những cái đồ mà chúng ta đang dùng, hay nó cũng có thể là các bộ phận trên cơ thể của mình. Ở cái việc mà biết ơn về các bộ phận trên cơ thể của mình thì sẽ đến một cái ngày đủ cái điều kiện, Thuận sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái phép màu nó xảy ra trên chính cơ thể của Thuận và trên các cái bộ phận trên cơ thể của Thuận, thì nó có một cái, tại vì Thuận áp dụng vào thì nó có phép màu xảy ra. Và chúng ta cũng thể phân ra các cái chủ đề để chúng ta, nếu như chúng ta cảm thấy nó khó để chúng ta viết ra được cái lòng biết ơn, thì chúng ta có thể dựa theo các cái chủ đề mà chúng ta có thể quan tâm và mong muốn trong cuộc sống. Đó chính là về sức khỏe, về công việc, về tiền bạc, về mối quan hệ, về hạnh phúc, về niềm đam mê, về tình yêu, hay về cuộc sống, thiên nhiên, trái đất, những sản phẩm vật chất hay về dịch vụ, vân vân. Và trong khi mà thực hành ấy, thì với cái phương pháp của ngày thứ nhất, tức là phương pháp cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ấy, thì chúng ta luôn luôn lập ra danh sách 10 điều mà bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó thì chúng ta ghi ra lý do vì sao ta cảm thấy biết ơn về cái điều đó. Và sau khi ghi ra đủ 10 điều rồi, thì chúng ta ghi ra đủ 10 điều và lý do vì sao chúng ta cảm thấy biết ơn về cái điều đó rồi, thì chúng ta đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn 3 lần. Bởi vì chìa khóa của phép màu đó chính là cần phải nói cái từ cảm ơn 3 lần. Nói từ cảm ơn 3 lần. Đấy. Và nói bằng cái sự ý thức cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấy. Chúng ta nói và chúng ta phải lắng nghe được cái từ mà chúng ta đang nói. Chúng ta nói và chúng ta phải cảm nhận cái rung động của cái
từ mà chúng của cái cổ họng của chúng ta, của cái âm thanh, của cái dòng không khí mà nó chuyển ra từ trong, đẩy ra từ hơi, từ trong miệng của chúng ta, từ trong cổ họng của chúng ta. Đấy, đấy. Thì như vậy gọi là nói một cách có ý thức. Và vào bài học ngày hôm nay, thì bắt đầu bài học ngày hôm nay, và trước khi vào bài học của ngày hôm nay, bài học chính thức, thì các anh chị hãy giúp Thuận một việc, đó là hãy quay trở lại với những người thân yêu của mình, những người bạn của mình ở trong group. Hãy đánh thức, hãy giống như là chúng ta còn nhớ là ngày xưa khi mà chúng ta đi tập thể dục, Thuận còn nhớ là hồi ngày xưa khi mà thời điểm Thuận đã đi tập thể dục buổi sáng, lúc mà Thuận đang còn nhỏ ấy, thì ở làng Thuận ấy là một nhóm bạn thì chơi với nhau đông lắm. Thời điểm đó không biết là vì sao cái năm đó là cũng lên tới là khoảng là vài chục người ấy, là rủ nhau đi chạy bộ vào buổi sáng. Và buổi sáng thì sẽ cùng nhau đi chạy bộ, thì không phải ai cũng dậy đúng giờ đâu, và có những người thì họ dậy trễ hơn. Thế là bọn Thuận thì Thuận là cái người mà dậy khá là sớm, và mình có cái tính kỷ luật, cho nên là khi mà mình dậy sớm ấy, thì mình thường hay rủ mọi người là thôi bây giờ đi, những ai chưa dậy thì mình đi chạy đến nhà đó để mình kêu người đó. Đấy. Tức là mình đánh thức họ và mình rủ họ để cho họ đi vào cùng với cái dòng chảy của mình, cái dòng chảy mà cộng đồng đã tạo ra, đó là giúp cho mọi người cùng chạy bộ để có được sức khỏe. Mà Thuận nhớ cái thời điểm đó rất là vui, cái hoạt động đó, và đến bây giờ vẫn đang còn nhớ đến nó. Đấy. Thì các anh chị cũng hãy giúp Thuận là quay trở lại mời những người bạn của mình, những người ở trong group, cũng như là những người mà chúng ta đã cho cái thông tin, hoặc là một cái người thân nào đó, mà một cái người đồng nghiệp nào đó mà chúng ta muốn họ cũng may mắn là đi trên cái hành trình này, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng, những người sống tỉnh thức, tràn đầy lòng biết ơn và sự yêu thương. Và khi mà chúng ta sống với tràn đầy cái tình yêu thương và sự biết ơn, là lúc chúng ta sử dụng được một cái sức mạnh, một cái sức mạnh vốn có của vũ trụ, và chúng ta sẽ vô cùng có được cái cuộc sống, chúng ta sẽ có được cái cuộc sống vô cùng hạnh phúc và đủ đầy. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ đối với lại bài học ngày hôm nay, thì đầu tiên chúng ta hãy ôn lại cái công thức nhiệm màu. Công thức nhiệm màu, chúng ta cần phải biến nó trở thành phong cách sống. Chúng ta cần phải luôn luôn suy nghĩ và nói ra từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Khi bạn càng suy nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với ý thức, thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn. Và biết ơn chính là một cái biểu hiện của tình yêu. Biết ơn nó chính là một cái biểu hiện của tình yêu. Và khi mà chúng ta biết ơn là lúc chúng ta phát ra bên ngoài vũ trụ ở xung quanh mình, cũng như là trong vũ trụ rộng lớn, đó là một cái trường năng lượng cao, một cái trường năng lượng tuyệt vời. Và cái trường năng lượng, cái tần số rung động, khi mà chúng ta biết ơn một cách thuần khiết, thì cái tần số rung động này sẽ giúp cho chúng ta hấp dẫn và thu hút những cái điều tốt đẹp đến với lại chúng ta. Chúng ta biết ơn cái gì, chúng ta biết ơn lĩnh vực gì, chúng ta biết ơn về chủ đề gì, thì cái chủ đề đó, cái lĩnh vực đó, cái kể cả là vật chất, kể cả là tinh thần, nó sẽ được thu hút đến với chúng ta. Bởi vì ở trong bất cứ cái gì mà chúng ta nghĩ đến, mà chúng ta nghĩ đến với lòng biết ơn, là lúc chúng ta đưa cái rung động của tần số rung động của tâm mình về với đúng với cái tần số rung động để đủ để thu hút cái điều mà chúng ta nghĩ đến đó. Ví dụ như chúng ta cảm thấy biết ơn người chồng của mình vì anh ấy đã làm cái điều gì đó cho mình, thì chúng ta đang thì đưa cái tần số rung động của mình nó cùng với cái tần số rung động để cho anh ấy làm cái việc đó cho mình, và cái việc đó nó sẽ được nhân lên, như là chúng ta sẽ được dư giả, được ban thưởng thêm, ban tặng thêm, và chúng ta sẽ được dư giả đủ đầy. Đấy. Cho nên khi mà chúng ta giữ được cho mình cái ý thức về sự biết ơn, và thì chúng ta lại càng cảm thấy biết ơn, và phép màu nó sẽ đến, phép màu sẽ được mở ra. Bạn càng suy nghĩ và cảm nhận lòng biết ơn một cách có ý thức, thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy. Đấy. Và đây được gọi là công thức nhiệm màu. Công thức này sẽ mãi gọi là đi cùng với chúng ta, sẽ mãi đi cùng với chúng ta. Và Thuận cũng nguyện rằng cái công thức
nhiệm màu này sẽ đi cùng với các anh chị, gia đình của các anh chị, bạn bè của anh chị, người thân của anh chị trong suốt cái hành trình cho đến khi mà chúng ta chuyển sang cái hành trình mới, trong suốt cái phần đời còn lại cũng như là trong cuộc sống của anh chị. Đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta chuyển sang cái bài là hòn đá nhiệm màu. Thì trước khi mà hướng dẫn về cái cách thực hành hòn đá nhiệm màu thì Thuận chia sẻ một chút về cái câu chuyện của Thuận về cái cách mà Thuận sử dụng cái hòn đá nhiệm màu này. Thì bao nhiêu cái trong số các anh chị muốn được nghe Thuận kể chuyện về cái cách mà Thuận sử dụng cái phương pháp hòn đá nhiệm màu này thì bình luận là muốn giúp Thuận ạ. Ai mà muốn nghe Thuận kể chuyện thì bình luận muốn Thuận ạ. Vâng, cảm ơn chị Thu Hà, cảm ơn chị Nguyễn Oanh, cảm ơn chị Thanh Tuyết, cảm ơn anh Xuân Ngữ, rất tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì khi mà cảm ơn chị Huân Đoàn, cảm ơn anh chị Thanh Phương, cảm ơn chị Nga. Khi mà Thuận bắt đầu thực hành cái phương pháp phép màu này thì cũng giống như mọi người là vào ngày thứ hai thì Thuận được cuối cái ngày thứ nhất ấy, cái ngày thứ nhất ấy, thì thầy cũng có yêu cầu Thuận là hãy đọc cái bài thực hành hướng dẫn của ngày mai, tức là cái bài của ngày thứ hai. Thì cái ngày thứ hai Thuận đi ra ngoài đường, em ơi liệu dùng anh cái hòn đá ở trên cái hộp tủ bên dưới còn một hòn đá nữa đấy, thấy không? Yeah. À, đúng rồi. Cái ngày thứ nhất ấy là buổi chiều tối, khi mà Thuận không nhớ là bốn cái hòn đá này, có bốn hòn đá mà hòn đá của Thúy ở bên kia nữa, có bốn hòn đá ấy. Đây là trên tay Thuận đang cầm, đây là ba hòn này. Thì có bốn hòn đá Thuận lượm cùng nhau, hôm đó Thuận lượm bốn hòn đá. Thuận không nhớ là Thuận lượm ngay từ cái ngày thứ nhất hay là cái ngày thứ hai sáng ra Thuận đi tập thể dục Thuận lượm, nhưng thời điểm đó là thời điểm mà Thuận đang thì tham gia một cái hành trình là chạy, là cốt chạy cốt thể thể lực, mà ngày nào Thuận chạy hết, ngày nào cũng chạy để mà mình rèn luyện cái sức khỏe của mình. Thì khi mà Thuận ra bên ngoài Thuận lượm các hòn đá thì Thuận nhặt được bốn hòn đá cùng một ngày, và ở trên tay thì đang có ba hòn đá, còn một hòn đá thì đang ở bên bên kia cô Thúy cô lấy cô thực hành. Thế thì hòn đá này Thuận đọc ở trong sách thì họ hướng dẫn là bạn chỉ cần đi ra ngoài vườn, ra ngoài bờ suối, hoặc ra ngoài công viên, hay là ra ngoài đường thôi, hay là bất cứ chỗ nào mà có hòn đá, tức là hòn đá bình thường thôi, không phải mua nha, không có cần phải mất tiền mua, mà hòn đá bình thường thôi. Để bạn lượm nó về, sau đó thì bạn thực hành, để bạn sẽ thực hành cái phương pháp hòn đá nhiệm màu. Vậy thì ý nghĩa của cái hòn đá nhiệm màu này là gì? Là chúng ta sẽ thực hành cái hòn đá nhiệm màu này vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta sẽ dùng cái phương pháp này. Và ngày hôm qua thì chúng ta học cái phương pháp là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình cảm thấy biết ơn, cảm thấy vui vẻ vào buổi sáng. Tức là chúng ta đang thì được học cái phương pháp để cho chúng ta làm cho cả ngày chúng ta từ sáng sớm cho đến tối khuya trước khi đi ngủ tràn ngập cái sự biết ơn. Theo khoa học về não bộ thì con người chúng ta có hai thời điểm mà chúng ta cần phải ý thức và làm chủ nó, làm chủ để chúng ta tạo ra một cái ngày tuyệt vời, một cái ngày đầy cái tình yêu thương và cái sự biết ơn, cũng như là một cái ngày như ý. Thì hai thời điểm đó là thời điểm buổi sáng khi vừa thức dậy. Buổi sáng khi vừa thức dậy, nếu như chúng ta mà nghĩ đến những điều tiêu cực, chúng ta có được cái sự tiêu cực trong chính cuộc sống của mình, trong chính bản thân mình, trong chính tâm của mình, thì khả năng rất cao là cái ngày hôm đó chúng ta sẽ có được rất nhiều, thu hút được rất nhiều những điều tiêu cực. Cho nên cái phương pháp thực hành lòng biết ơn mà phương pháp số 1 ấy, thì chúng ta nên viết ra 10 điều cảm thấy vui vẻ và thực hiện cái bài thực hành là đọc và cảm thấy biết ơn ngay khi chúng ta vừa thức dậy, để chúng ta, tức là ngay trong vào những cái khoảng thời gian đầu buổi sáng ấy, để cho chúng ta làm cho cả cái ngày hôm đó chúng ta có được cái tư duy tích cực, để chúng ta thu hút những điều tích cực đến với mình. Còn cái phương pháp hòn đá nhiệm màu này ấy,
là buổi tối trước khi đi ngủ, thì khi chúng ta chuẩn bị ngủ là lúc chúng ta cầm cái hòn đá nhiệm màu này để chúng ta nghĩ về những điều mà chúng ta cảm thấy biết ơn nó diễn ra trong ngày. Đấy, thì tí nữa Thuận sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết về cái về phương pháp thực hành hòn đá nhiệm màu này. Nhưng mà cái ý nghĩa của hai phương pháp của ngày thứ nhất đó là cảm thấy mình hạnh phúc, và phương pháp của ngày thứ hai là hòn đá nhiệm màu này, thì cho phép chúng ta mở ra một ngày mới với cái sự biết ơn và kết thúc một ngày cũng bằng cái sự biết ơn. Và cái thời điểm đầu tiên, thời điểm số 1 mà chúng ta cần phải làm chủ và ý thức để chúng ta làm chủ nó một cách trọn vẹn, đó chính là buổi sáng khi vừa thức dậy và trước khi đi ngủ. Bởi vì sao ạ? Theo khoa học của não bộ, trước khi đi ngủ khoảng 5 phút, trong khoảng 5 phút trước khi đi ngủ mà chúng ta đưa một cái thông tin gì đó vào trong não, trong tâm trí của mình, thì cái thông tin đó sẽ tiếp tục được sử dụng và tiếp tục được vận hành, sử dụng. Và nó chính là cái nguồn, giống như kiểu nó chính là cái nhiên liệu để cho tâm của chúng ta sẽ hoạt động trong cái khoảng thời gian chúng ta ngủ. Tức là cái tâm ý thức, tâm vô thức, cái tâm vô thức, tức là cái phần tiềm thức nó sẽ hoạt động trong cái khoảng thời gian chúng ta ngủ. Cho nên nếu như mà trước khi chúng ta đi ngủ mà chúng ta cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và chúng ta nghĩ đến những điều tốt đẹp và chúng ta cảm thấy biết ơn, thì tức là chúng ta đang thì cài đặt để cho cái lúc chúng ta ngủ, tiềm thức sẽ vận hành, vũ trụ sẽ vận hành và để cho chúng ta thu hút nhiều cái điều tốt đẹp hơn đến với lại bản thân mình. Đó, thì đó là cái phương pháp, đó là cái ý nghĩa. Và Thuận đã sử dụng nó như thế nào? Thì theo hướng dẫn ấy, thì chúng ta cần phải, theo hướng dẫn thì Thuận sẽ quay trở lại một chút để cho mọi người có được cái sự liên tục về cái phần hướng dẫn. Với cái hòn đá này thì chúng ta cần này, về hướng dẫn thì là tìm một hòn đá nhẵn vừa nhỏ để bạn cảm thấy bạn có thể cầm một cách thoải mái. Tức là khi mà mình để cái hòn đá này ở trong tay thì mình nắm tay lại và chúng ta nắm được kín cái hòn tay này và chúng ta cảm nhận được mọi cái mặt của hòn đá này, tức là mọi cái cạnh, mọi cái hòn đá nó có nhiều mặt đúng không ạ? Nó có thể là hòn đá tròn hoặc là hòn đá có nhiều mặt hình lục giác cái gì đó, thì khi chúng ta nắm vào trong tay nó phải được nắm một cách trọn vẹn, tránh tình trạng chúng ta lấy một hòn đá quá to để khi chúng ta nắm vào trong tay ấy, thì nó không vừa, nó không có khít được cái ngón tay này vào thì nó sẽ không đạt được cái kết quả. Cho nên hòn đá nó phải vừa nhỏ thôi để chúng ta vừa có thể nắm được. Điều thứ hai là hòn đá này nó không quá to để chúng ta có thể đem đi khi chúng ta cần phải đi xa nhà, chúng ta đem theo bên mình. Là thứ nhất, hòn đá nhiệm màu để ở nơi bạn dễ thấy. Ví dụ bạn có thể để, ví dụ nơi bạn hay để điện thoại hoặc chìa khóa xe. Trước khi đi ngủ thì hãy cầm hòn đá trong lòng bàn tay và suy nghĩ về những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày và sau đó nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trước khi đi ngủ thì cầm hòn đá này trong lòng bàn tay và suy nghĩ về những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày và sau đó thì nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 3 lần để chúng ta kích hoạt cái công thức nhiệm màu. Tác dụng của hai phương pháp này là cảm thấy vui vẻ và biết ơn sẽ giúp cho bạn bắt đầu một ngày mới với niềm vui và lòng biết ơn, để cho cả ngày hôm đó chúng ta có được cái sự vui vẻ và chúng ta có được cái niềm vui cũng như là cái động lực và cái ý thức để chúng ta làm những cái việc ý nghĩa. Phương pháp hòn đá nhiệm màu thì giúp bạn khép lại một ngày trôi qua với lòng biết ơn. Và khi kích hoạt và thực hiện liên tục, bạn sẽ càng thu hút năng lượng biết ơn đến với cuộc sống của bạn. Và giống như Thuận vừa chia sẻ thêm, đó là nó còn có tác dụng là làm cái năng lượng, làm cái nhiên liệu để cho tâm của mình hoạt động, cho tiềm thức của mình hoạt động khi mà mình đi vào, chìm vào giấc ngủ vào sau khi mà chúng ta thực hành vào buổi tối. Thế thì với Thuận thì Thuận thực hành nó một cách gọi là, Thuận thì trên cái quan điểm, Thuận có một cái tư duy mà Thuận được học vào năm 2011. Thuận đọc cái cuốn sách mà
bộ sách của Adam Khu, đó là cuốn mà tôi tài giỏi bạn cũng thế, thì Thuận có một cái tư duy ấy, là người thành công là người luôn luôn làm vượt trên sự mong đợi. Này, người thành công này là người luôn luôn làm vượt trên sự mong đợi. Cho nên khi mà Thuận tham gia vào bất cứ một cái hoạt động nào, một cái công việc nào, một cái đội nhóm nào, một cái tổ chức nào, nếu như đó là cái nơi mà Thuận thực sự muốn tham gia và Thuận đã nhận tham gia, thì Thuận có cái thói quen là sẽ làm vượt trên sự mong đợi. Tức là mình làm nhiều hơn với những gì mình được yêu cầu. Đấy. Và khi mà thực hành cái hòn đá nhiệm màu này, thì tác giả yêu cầu chúng ta cần phải thực hành vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng mà Thuận lại được nghe cái câu chuyện về cái hòn đá nhiệm màu này đã giúp cho một người con bị ung thư, bị bệnh hiểm nghèo, đã phục hồi trở lại. Và chúng ta cũng vừa được xem, được nhắc đến trong cái bộ phim The Sixth mà Thuận vừa mở. Đấy. Thì khi mà Thuận đọc qua câu chuyện đó thì Thuận bảo là ok, Thuận sẽ sử dụng cái hòn đá nhiệm màu này trong mọi khoảnh khắc, chứ không phải là chỉ trước khi đi ngủ thôi. Cho nên Thuận đã cầm hòn đá nhiệm màu này, Thuận đã mang theo người mình trong suốt từ cái ngày thứ hai mà Thuận thực hành lòng biết ơn với hòn đá nhiệm màu. Tức là đâu đó tầm khoảng đến nay là khoảng trên 60 ngày rồi. Và Thuận mang theo mình, cách làm của Thuận đó là Thuận mang theo hòn đá nhiệm màu này vì nó đủ nhỏ để Thuận bỏ vào túi quần. Với nam giới thì có cái túi quần. Và khi mà Thuận bỏ cái hòn đá này vào trong túi quần thì... Và Thuận lại có thói quen là bỏ cái chìa khóa xe ở trong túi quần luôn. Và khi mà Thuận đi đâu làm gì đó thì nếu mà Thuận đang Thuận cho tay vào trong túi để Thuận lấy cái hòn đá, lấy cái chìa khóa xe ra, thì chắc chắn là Thuận chạm tay vào hòn đá. Và khi Thuận chạm tay vào hòn đá này thì Thuận nghĩ rằng Thuận cần phải biết ơn. Và thì cái hòn đá này là nhắc cho Thuận biết là cần phải biết ơn một điều gì đó trong cuộc sống của Thuận. Ngay trong cái khoảnh khắc mà Thuận chạm tay vào hòn đá này. Chính vì vậy, cả một cái ngày, mà không phải là một ngày đâu, mà liên tục từ cái ngày mà Thuận thực hành đến giờ, cái sự biết ơn nó tràn ngập ở trong Thuận, trong mọi khoảnh khắc. Bởi vì bất cứ khi nào Thuận nhìn thấy hoặc Thuận chạm tay vào hòn đá này là Thuận nghĩ rằng Thuận cần phải biết ơn. Vậy thì khi mà Thuận thò tay vào trong túi quần, Thuận lấy cái chìa khóa, Thuận cũng đụng vào hòn đá và Thuận bắt đầu Thuận cảm ơn. Cảm ơn cái gì ạ? Cảm ơn cái xe, cảm ơn cái chìa khóa, cảm ơn cuộc sống của mình, cảm ơn những ngay tất cả những gì mà mình nghĩ đến ở trong lúc đó. Bởi vì lúc đó là mình đang nghĩ đến, mình đi tìm những điều mà mình cần biết ơn mà. Và Thuận đi học, Thuận đi học ở ngoài Nha Trang 3 ngày, thì Thuận cũng đeo theo hòn đá này và Thuận cũng bỏ nó vào trong túi khi mà tham gia cái lớp học. Cho nên là cứ thỉnh thoảng khi mà thầy đang giảng bài hay là khi mà ra chơi, thì lúc mà mọi người rảnh rỗi thì thường thường mọi người hay đi tám chuyện. Còn Thuận ấy thì lúc mà rảnh rỗi thì Thuận lại đi. Thuận không có thích nói chuyện rông dài. Vì Thuận không thích nói chuyện rông dài, bởi vì khi nói chuyện rông dài thì thường mình hay nói, nhiều khi mình hay nói quá nó lên. Hoặc nhiều khi mình hay nói cho nó hay thì có khi mình lại nói dối. Hay là mình nói sai sự thật. Cho nên Thuận không thích nói chuyện rông dài. Thì Thuận lại lấy cái hòn đá ở trong túi Thuận ra, Thuận cầm và Thuận cứ đi, lặng lẽ Thuận đi để Thuận cảm nhận về cái sự biết ơn. Đấy. Rồi buổi sáng khi Thuận đi chạy tập thể dục, hoặc là buổi tối khi Thuận đi chạy tập thể dục, thì Thuận đem theo hòn đá này. Đấy. Và có những lúc thì Thuận cầm nó ở trong tay, Thuận chạy. Có những lúc thì Thuận bỏ nó ở trong cái túi quần. Đấy. Tức là Thuận mang cái hòn đá này đi mọi lúc, mọi nơi, miễn sao Thuận có thể mang đi được là Thuận mang. Đấy. Trừ mỗi cái lúc đi tắm là mình không có túi. Cái lúc đi tắm là cái lúc mà chúng ta không gọi là chúng ta phải bỏ hết đồ ra để chúng ta tắm, mà cho nên không có túi, cho nên đi tắm là không mang vào thôi. Còn lại thì nó luôn luôn ở trong cái túi quần của Thuận. Khi Thuận mặc cái quần gọi là cái quần cột ấy, quần sóc, quần đùi ấy, thì nó cũng có cái túi và Thuận cũng bỏ nó ở trong cái túi. Thì đối với nam giới nó dễ ở chỗ đó. Và đối với Thuận thì Thuận làm như vậy, thì Thuận chia sẻ để cho mọi người biết, để mọi người có thể thực hành và sử dụng, và biết đâu nó có thể giúp ích cho mọi người. Và trên thế giới thì hòn đá này đã giúp cho hàng nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn gia đình thay đổi. Trên thế giới nha, thì hòn đá này đã giúp cho hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn gia đình thay đổi.
Không phải hòn đá này mà là cái phương pháp hòn đá nhiệm màu này đã giúp cho rất nhiều gia đình thay đổi rồi. Cho nên Thuận tin tưởng và Thuận đã áp dụng nó. Và về màu sắc, Thuận nghĩ rằng đây nó cũng là một cái điều gì đó mang tính vật lý thôi, chứ không có phép màu ở trong này đâu. Nhưng mà về màu sắc thì rõ ràng một điều rằng ấy là hòn đá này đã thay đổi màu một cách kỳ diệu. Và tối hôm qua thì Thuận có post lên Facebook một cái bài. Một cái bài ở trên Facebook ấy là để, tại vì hôm qua là có một cái người mà hỏi Thuận là sao thầy không gọi là không chụp cái ảnh cái ngày đầu tiên cầm hòn đá và ngày cuối cùng để cho mọi người biết và để cho mọi người tin tưởng. Nhưng mà Thuận lại lóe lên trong tư tưởng của Thuận là Thuận đâu, Thuận không có ý định là biến nó trở thành một cái gì đó mà mang tính nhất là tin nó theo kiểu gọi là niềm tin, gọi là niềm tin mù quáng, mà Thuận muốn mọi người hãy tự trải nghiệm với chính mình. Mà cách làm của Thuận là đem hòn đá này theo mình mọi lúc mọi nơi và cầm vào nó, nắm lấy nó và yêu thương nó, yêu thương nó để yêu thương mọi người. Và Thuận đã có cảm nhận được cái sự chuyển hóa của hòn đá này. Đây là cái hòn đá đây. Và cái hòn đá này thì mọi người thấy là đây nhá, đúng là cái hình hòn đá của cái ngày đầu tiên ấy. Thì Thuận chụp luôn bốn hòn đá này. Thì cái ngày đầu tiên ấy là nó như thế này. Nhưng mà sang ngày hôm nay thì nó đã đổi cái màu, thay vì nó có một cái màu mà rất là nhiều cái vết tổn thương là vết màu trắng ấy, là cái vết tổn thương ấy. Còn cái góc cạnh thì nó vẫn vậy nha. Thì bây giờ nó đã sang cái màu mới. Cái màu mới là nó không còn nhiều cái vết trắng nữa và cái màu nó đen hơn. Nó đen hơn, mà nếu như mà có những lúc thì ta nhìn thấy nó bóng, có những lúc thì ta nhìn thấy nó đen và nó hiện rõ cái vân lên. Cái ngày đầu tiên thì nó không hiện vân nha. Mọi người thấy không ạ? Cái ngày đầu tiên này nó không có hiện lên cái vân, nhưng bây giờ thì nó hiện rõ cái vân đá lên. Cái vân đá này ạ, vân đá theo cái chiều sọc của hòn đá này. Đấy, gọi là cái vân đá. Và nhìn bên ngoài ấy, thì cái ảnh này chụp nó không đẹp mấy, nhưng nhìn bên ngoài thì, và có một vài cái ảnh Thuận post lên ấy, thì nhìn cái vân nó đẹp hơn. Thì đó là cái sự chuyển hóa của viên đá. Và giống như ngày hôm qua, giống như một vài ngày trước Thuận đã nói ấy, là Thuận đã nói là cái hòn đá vô tri mà chúng ta còn có thể làm cho nó phục hồi lại như thế này. Đấy, là một hòn đá vô tri mà khi Thuận yêu thương biết ơn một cách thuần khiết, vì nó là vô tri cho nên Thuận mới thuần khiết được. Còn nếu như nó là con người hoặc nó là cái người gì đó mà có thể đáp ứng lại cái gì đó cho Thuận thì chắc chắn Thuận đã không thực hành được cái sự thuần khiết. Và trong cái giai đoạn thực hành lòng biết ơn với hòn đá này thì Thuận thực hành lòng biết ơn một cách thuần khiết và đặc biệt là yêu thương cái hòn đá này. Thuận nói thật với anh chị là ngay bây giờ trước khi đi ngủ Thuận vẫn hôn hòn đá này. Mà bây giờ thì từ cái lúc mà mình đi ngủ mình hôn hòn đá này thì mình lại sinh ra một cái việc là mình hôn vợ mình trước khi mình đi ngủ. Đó. Cho nên là nó tuyệt vời như vậy đấy. Và Thuận nghĩ là cái hòn đá vô tri này mà còn thay đổi, còn được chữa lành, còn được phục hồi lại cái trạng thái tươi đẹp của nó, thì con người ở xung quanh chúng ta dù có tệ đến mấy, dù có đau thương đến mấy, dù có tổn thương đến mấy, nếu chúng ta đủ sự thuần khiết để yêu thương thì Thuận tin tưởng người đó cũng sẽ được chữa lành. Bản thân mình nếu đang có tổn thương mà mình đủ sự thuần khiết để yêu thương mọi thứ xung quanh, yêu thương chính mình, thì chính mình cũng sẽ được chữa lành. Và cái câu chuyện của Thuận, của gia đình Thuận là một cái câu chuyện mà Thuận tin rằng nếu ai đó hữu duyên và ở trong cái chương trình mà Thuận thực sự là để Thuận được giúp đỡ thì Thuận sẽ kể cho mọi người nghe để mọi người thấy được cái phép màu của cái sự chữa lành. Đấy. Thì cho nên ý, là đây là phương pháp mà Thuận nghĩ rằng chúng ta nên thực hành nó, trải nghiệm nó. Và nhớ là đừng có mong cầu là hòn đá của các anh chị cũng sẽ đổi màu giống như hòn đá của Thuận. Đừng có mong chờ như thế, đừng có mong cầu như thế. Nhưng hãy cứ thực hành hòn đá này một cách trọn vẹn, thực hành lòng biết ơn với hòn đá này một cách trọn vẹn. Hãy mang nó theo người mình bất cứ khi nào mà mình có thể mang theo. Bỏ nó vào trong giỏ sách của mình, ở cái nơi mình hay để chìa khóa, ở cái nơi mà chúng ta hay để viết, để ghi, để ở cái nơi chúng ta hay để cuốn sổ tay,
bỏ nó vào cái nơi mà chúng ta thường xuyên, chúng ta hay chạm vào, hay nhìn thấy, và tốt nhất là mang theo mình, bỏ trong cặp mang theo mình. Trước khi đi ngủ thì bỏ nó ở trên đầu giường, ở nơi mà các bạn, các anh chị để ở cái đồng hồ báo thức. Và hãy niệm trong tâm mình là khi nào tôi nhìn thấy hòn đá này hoặc tôi sờ vào hòn đá này là lúc tôi cần phải cảm thấy biết ơn. Đây là điều quan trọng, nó mới làm cho phép màu được mở ra. Và nó làm cho mình tắm mình trong cái suy nghĩ về sự biết ơn. Đấy. Giống như ngày hôm qua Thuận nói với các anh chị đấy ạ. Cái suy nghĩ tích cực nó giống như là nước, còn suy nghĩ tiêu cực nó giống như là không khí. Nếu như chúng ta không suy nghĩ tích cực thì tức là trong ly này đang không có nước, thì tự động không khí nó được tràn vào. Nhưng nếu chúng ta mà đã rót đầy nước vào trong ly này, tức là chúng ta đổ đầy suy nghĩ tích cực vào trong tâm mình, thì không khí ở trong ly sẽ tự bị đẩy ra ngoài một cách tự động. Tức là khi chúng ta làm cho tâm mình tràn đầy những cái suy nghĩ tích cực và cái lòng biết ơn, thì tự nhiên mình sẽ không nghĩ đến tiêu cực nữa. Và khi chúng ta không nghĩ đến tiêu cực nữa, khi chúng ta luôn luôn nghĩ về những điều tiêu cực, những điều tích cực, thì theo quy luật của tự nhiên, ta sẽ thu hút những điều tích cực đến với mình. Và đây chính là phép màu, đây chính là chìa khóa để kích hoạt phép màu, và đây chính là cái điểm chuyển đổi. Và một cái cuốn tài liệu mà Thuận đọc mới đây nói rằng nếu như một ngày mà bạn có 51% nghĩ về điều tích cực thì cuộc sống của bạn đang tốt dần lên. 51% là điểm chuyển đổi, được gọi là điểm chuyển đổi. Mà nếu một ngày mình có 51% nghĩ về điều tích cực thì cuộc sống của bạn đang tiến lên, đang tốt dần lên, đang tốt đẹp lên. Bạn đang thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Còn nếu một ngày mà bạn có 50% thời gian nghĩ về những điều tích cực, còn 50% còn thời gian còn lại nghĩ về những điều tiêu cực, thì có nghĩa là bạn đang giữ cho cuộc sống của mình ở hiện tại không có sự biến đổi. Còn nếu một ngày mà mình có nhiều hơn 50% thời gian nghĩ về điều tiêu cực, tức là cuộc sống của bạn đang đi xuống và sẽ rơi xuống vực thẳm. Vậy thì hòn đá nhiệm màu này nhắc cho Thuận, để Thuận một ngày Thuận không phải chỉ có hai khoảnh khắc là buổi sáng và buổi tối, mà một ngày của Thuận tràn ngập cái suy nghĩ tích cực. Và đó cho nên trong những ngày gần đây, ít nhất là trong vòng khoảng gần 60 ngày gần đây, và đỉnh điểm là trong khoảng là đến bữa nay là ngày thứ 22, tức là khoảng 18 ngày trở lại đây, thì cuộc sống trong gia đình nhà Thuận vô cùng vui vẻ, vô cùng vui vẻ và đủ đầy, vô cùng vui vẻ từ Thuận cho đến bà xã, đến con trai. Và ngày hôm qua là một cái ngày mà con trai Thuận đi tham dự cái chương trình là trải nghiệm về chương trình Hita Camp ở trên Đồng Nai với công ty. Thì lần đầu tiên trong nhiều năm vừa qua Thuận nhìn thấy được con trai mình tươi đến như vậy. Trong cái bức ảnh con rất là tươi và rất là nhiều, được nhiều chụp được nhiều tấm ảnh mà con tươi, con cười tươi trong cái lúc mà con tham gia. Còn những cái chương trình trước thì con lúc nào mặt cũng buồn. Đấy. Và cái điều tuyệt vời nữa ấy, là gần đây tối hôm qua khi mà con trai Thuận đi về đến nhà, thì những ngày trước đó thì Thuận nói như này này, khi mà Thuận bắt đầu biết thực hành lòng biết ơn thì Thuận muốn được ôm con của mình để mà mình truyền cái tình yêu của mình cho con, với để hàn gắn lại, bởi vì trong quá khứ cũng có những lúc mình đã la con mà, thì Thuận muốn ôm con để hàn gắn lại. Thì Thuận bảo là những cái ngày đầu tiên ấy mình ôm nó không chịu cho ôm nha, con ơi cho ba ôm một chút được không, nó không chịu cho ôm. Sau đó cái ngày thứ hai ấy, thì cái lần thứ hai ấy, thì mình bảo là con ơi con đi học về hả, con trai yêu quý của ba, con đi học về rồi à, hãy cho ba ôm một cái hay lại đây cho ba ôm, thì nó không lên, thì mình phải chạy đến mình ôm nó. Nhưng mà nó cũng không cho mình ôm, mà nó quay mặt đi, rồi nó gần người nó quay đi. Nhưng mà sau đó một vài ngày thì nó bắt đầu cho mình ôm, nó bắt đầu cho ôm. Và cái điều tuyệt vời ấy là ngày hôm qua ấy, Thuận chỉ nói như vậy, con trai yêu quý à, con trai đi về rồi hả, con trai có vui không, lại đây ba ôm một cái nào. Con trai lại bên Thuận, Thuận đang ngồi trên ghế, con trai lại bên Thuận, ngồi trên đùi của Thuận và để cho Thuận ôm một cách rất là tự nhiên, không hề phản kháng. Đấy, đây chính là phép màu. Khi mà ta có thể, con của mình ngày xưa hồi nhỏ mình ôm yêu thương con mình đúng không ạ?
Nhưng mà khi con bắt đầu lớn lên thì chúng ta bị mất đi sự kết nối. Và Thuận tin rằng nếu như chúng ta có thể ôm con của mình là lúc chúng ta có được sự kết nối với con. Và chúng ta có thể cuộc sống của chúng ta lúc này nó bắt đầu phép màu, cũng như là hạnh phúc nó sẽ được trải ra, nó sẽ được tắm ra trong cái cuộc sống của chúng ta. Và đúng quả thực ngày hôm qua là như vậy. Ở nhà Thuận có một cái camera, cho nên ngày để Thuận sẽ trích lại cái đoạn camera đó và Thuận quay lại. Đấy, ở trên phòng khách nhà Thuận có camera. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy thì là thực hành cái phương pháp này như thế nào và bài tập của ngày hôm nay như thế nào, thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái slide để chúng ta biết được bài tập mà chúng ta cần thực hành. Đó. Ngày hôm nay chúng ta cần thực hành đó là chúng ta cần phải thực hành, lưu ý giúp Thuận là cái phương pháp số 1 của ngày 1 là phương pháp cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đấy. Là một phương pháp mà chúng ta cần phải thực hành xuyên suốt trong suốt ngày hôm qua và 27 ngày tiếp theo. Tức là ngày nào cũng phải lập ra danh sách 10 điều cảm thấy vui vẻ. Lưu ý ha. Lập ra danh sách 10 điều cảm thấy vui vẻ. Tức là cái phương pháp của ngày thứ nhất đấy, lưu ý giúp Thuận, ghi lại giúp Thuận này. Cái phương pháp của ngày thứ nhất chúng ta sẽ lập lại mỗi ngày trong suốt 28 ngày cái hành trình mà chúng ta thực hành. Và nếu như ai làm được, duy trì được đó trong cả cuộc đời của mình là người đó vô cùng hạnh phúc và vô cùng có cái cuộc sống vô cùng đủ đầy. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang tham gia cái hành trình 28 ngày, cho nên cái phương pháp mà cảm thấy vui vẻ đó chúng ta sẽ cam kết với nhau rằng tôi sẽ duy trì nó trong 28 ngày, tức là 27 ngày kể từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ 28. Và nếu ai hiểu thì ý Thuận nói rồi thì bình luận vào trong cái phần ô chat giúp Thuận là lặp lại phương pháp của ngày 1 nha. Lặp lại của phương pháp của ngày 1 là 28 ngày tiếp theo. Tức là lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy vui vẻ. Viết ra lý do vì sao bạn cảm thấy biết ơn về cái điều đó. Và đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Để chúng ta kích hoạt cái công thức nhiệm màu, kích hoạt cái phép màu ở trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu ai hiểu cái ý của Thuận rồi thì có thể copy hoặc có thể đánh lại là lặp lại cái phương pháp ngày 1 trong 28 ngày tiếp theo. Ghi rõ ra để mình hiểu nha. Tại vì hay là cái hôm đầu tiên, cái ngày thứ hai Thuận hướng dẫn cho bố Thuận ấy, thì Thuận lại, ông lại không hiểu. Bởi vì Thuận, cái ngày thứ ba ấy, thì ông không có làm lại cái ngày 1. Ông quên. Nhưng mà lúc đó Thuận đang hướng dẫn cho nên Thuận lên Thuận hỏi ông. Thuận lên Thuận hỏi là bố ơi, bố đã thực hành chưa? Rồi để con đọc sách cho bố nghe nhá. Thì lúc đó những ngày đầu tiên là Thuận đọc cho bố nghe để cho bố thực hành. Thuận đọc cái hướng dẫn đấy nha. Thuận đọc luôn cái hành của ngày hôm đó, ví dụ như ngày số 1 thì Thuận đọc ngày số 1, ngày số 2 Thuận đọc ngày thứ 2, tức là đọc cả cái đoạn đó luôn đấy. Và sau đó thì đến cái ngày thứ 3 thì bố tự hướng dẫn, bố tự làm. Nhưng mà Thuận, tức là Thuận lên hơi muộn cho nên bố tự làm. Thế Thuận hỏi là bố làm xong chưa? Bố bảo bố làm xong rồi. Nhưng Thuận hỏi là vậy bố có làm cái ngày số 1 hay không? Có lặp lại cái ngày số 1 hay không? Thì bố bảo là không. Bố chỉ làm cái ngày hôm nay thôi. Thì Thuận với ngồi Thuận hướng dẫn lại cho bố, Thuận nói là cái ngày số 1 là cái ngày mà chúng ta cần phải duy trì trong suốt 28 ngày. Đấy. Và sau đó mỗi ngày thì chúng ta sẽ thêm một cái phương pháp cụ thể. Thì tùy theo từng ngày. Nhưng ngày số 1 là phải duy trì. Cái phương pháp của ngày số 1 sẽ duy trì trong suốt 28 ngày còn lại. Đấy. Và Thuận cũng mong rằng các anh chị hãy nhớ và để chúng ta thực hành. Và tiếp theo là ngày hôm nay, trong ngày hôm nay này, nếu ai có hòn đá rồi thì là tuyệt vời. Còn ai chưa có thì chúng ta hãy đi ra ngoài, ở công viên, ngoài đường, hoặc là ngoài bờ suối, hoặc là ruộng, hay là bất cứ nơi nào để chúng ta tìm một hòn đá nhỏ. Hòn đá vừa nhỏ thôi, vừa nhỏ để chúng ta nắm được ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Nhưng mà nó đừng quá là có nhiều góc cạnh để cho tránh tình trạng nó làm cho chúng ta bị tổn thương. Đấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ buổi tối trước khi đi ngủ thì hãy nghĩ về những điều tốt đẹp và nói ra từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với cái điều tốt đẹp nhất của ngày hôm đó. Lưu ý giúp Thuận ạ, đó là hòn đá này theo yêu cầu của tác giả là chỉ sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng theo trải nghiệm của Thuận thì Thuận cầm hòn đá này và sử dụng nó mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Cho nên Thuận mang theo nó bên mình. Thuận để nó, khi đi ngủ thì Thuận để nó ở đầu giường. Đấy. Để đầu giường ở bên cạnh cái đồng hồ báo thức, ở bên cạnh cái đồ báo thức để Thuận có thể
thức dậy một cái thì thói quen của Thuận là thức dậy một cái thì cái việc đầu tiên là Thuận nắm cầm cái hòn đá này. Có một vài ngày mà Thuận hơi khó ngủ thì việc của Thuận là lại lấy hòn đá này Thuận cầm vào trong tay. Tại vì khi chúng ta mà hơi khó ngủ thì tức là chúng ta đang nghĩ đến quá nhiều thứ. Nhưng mà khi mà mình cầm hòn đá này trong tay thì mình lại bắt đầu nghĩ đến những điều mà mình cảm thấy biết ơn. Cho nên là lúc nào mà hơi khó ngủ thì lại cầm cảm thấy biết ơn, ha, lại cầm hòn đá cảm thấy biết ơn. Rất là tuyệt vời. Thực hành liên tục hai phương pháp trên trong 26 ngày còn lại. Lưu ý này, cái phương pháp là cảm thấy hạnh phúc là cái của ngày thứ nhất, và phương pháp của ngày hôm nay là hòn đá nhiệm màu. Chúng ta sẽ thực hành liên tục trong 26 ngày còn lại. Và trong ngày hôm nay thì hãy dành thời gian để đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai. Trong ngày hôm nay thì hãy dành thời gian để đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai. Và như vậy thì cái phần slide này mọi người ghi không kịp thì hãy chụp lại màn hình nha cả nhà. Và đừng quên là Thuận cũng sẽ chụp lại cái hình ảnh của slide này ở trong cái và đăng trên cái group Facebook. Group Facebook của chúng ta đó là group đây là group Facebook. Và để có thể tham gia group Facebook này thì chúng ta vào trong phần Facebook, vào trong trang chủ của Facebook. Sau đó thì chúng ta gõ giúp Thuận cái từ khóa là đường lớn. Đây là vào trang chủ của Facebook này. Đây, vào trang chủ của Facebook. Sau đó gõ giúp Thuận cái từ khóa là đường lớn. Và gạch xẹt ra là hướng dẫn thực hành lòng biết ơn. Rồi, đến đó thôi là mình có thể tìm kiếm được rồi. Bởi vì Thuận, cái dự án đường lớn là dự án do Thuận thực hiện. Đương nhiên là có nhiều người hướng dẫn thực hành lòng biết ơn, nhưng mà anh chị có thể tham gia vào cái group mà Thuận đặt, đó là group đường lớn hướng dẫn thực hành lòng biết ơn. Thuận trong cái hành trình này, chính Thuận đã trải nghiệm được cái sự thuần khiết trong cái tình yêu. Thuận đang thì yêu thương mọi người xung quanh Thuận một cách thuần khiết, và Thuận đang thì thực hành lòng biết ơn này và hướng dẫn các anh chị một cách thuần khiết. Cho nên Thuận tin tưởng rằng chỉ có sự thuần khiết mới giúp cho mọi người được chữa lành và được chuyển hóa. Cho nên mọi người hãy tin tưởng để tham gia cái hành trình này cùng với Thuận và làm đúng theo những gì mà tác giả cũng như là Thuận hướng dẫn. Đấy. Và Thuận tin rằng phép màu sẽ đến với cuộc sống của anh chị. Thuận sẽ đăng cái hướng dẫn vào trong cái bài này, và sau đó thì các anh chị có thể là làm cái bài tập của ngày hôm nay. Bài tập của ngày hôm nay thì bao gồm hai nội dung. Một là chúng ta lặp lại cái phương pháp của ngày thứ nhất, tức là viết ra 10 điều cảm thấy hạnh phúc. 10 điều này có thể là có điều trùng với ngày hôm qua, có thể cái điều đó là điều mới. Và nếu như càng tìm ra được nhiều điều mới thì càng tốt. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực để chúng ta hãy cố gắng để chúng ta trong những ngày đầu nó chưa quen ấy, thì cái việc viết ra cái điều mà cảm thấy biết ơn nó hơi khó. Nhưng mà chúng ta hãy nỗ lực để chúng ta quan sát xung quanh cuộc sống của mình, hãy hồi tưởng về quá khứ để nghĩ đến những điều tốt đẹp, và chúng ta biết ơn, ghi ra và để biết ơn, để chúng ta kích hoạt cái sự biết ơn ở trong lòng mình. Và đọc lại cái danh sách đó, đọc lại từng danh sách và nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và sau đó thì buổi tối chúng ta trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cầm cái hòn đá nhiệm màu trong tay, nắm nó ở trong tay và ý thức về cái hòn đá, ý thức cái sự tồn tại của hòn đá này. Sau đó thì chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày, giống như chúng ta tua lại cái thước phim từ lúc chúng ta bắt đầu thức dậy cho đến khi chúng ta nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, tua lại cái thước phim cuộc sống đó và chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp. Sau đó chúng ta chọn ra cái điều tốt đẹp nhất để chúng ta nói lời cảm ơn với cái điều tốt đẹp đó để kích hoạt cái chìa khóa nhiệm màu. Thuận thì điều gì mà nó là tốt đẹp mà Thuận nghĩ đến Thuận cũng cảm ơn hết. Cho nên cái phần mà Thuận thực hành cái hòn đá này ý, là sáng sớm là Thuận nghĩ đến, là Thuận thức dậy là tôi cảm ơn vì tôi còn có thể tôi có được thêm một cái ngày tuyệt vời, tức là tôi thức dậy được. Và tôi cảm ơn vì tối hôm qua tôi có một cái giấc ngủ ngon. Đấy, cảm ơn vì tối hôm qua có giấc ngủ ngon. Rồi, cảm ơn vì tôi được hướng dẫn thực hành lòng biết ơn của thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Rồi cảm ơn vì cả cái ngày hôm đó bất cứ một cái điều gì đó, em muốn cái gì? Cả cái ngày hôm đó là bất cứ cái điều gì đó nó diễn ra mà nó tốt đẹp thì Thuận đều cảm thấy biết ơn nó, Thuận đều nói lời cảm ơn hết. Nhưng mà yêu cầu của tác giả là tìm ra cái điều tốt đẹp nhất và nói lời cảm ơn. Đấy, thì tùy các anh chị có thể lựa chọn thực hành theo tác giả hoặc thực hành theo Thuận. Thực hành theo Thuận thì Thuận cũng đã thấy là phép màu nó đến với cuộc sống của Thuận rất là tuyệt vời. Đấy. Và
Một lần nữa là lưu ý rằng là thực hành liên tục hai cái phương pháp này trong suốt 26 ngày còn lại. Và sau khi mà viết xong danh sách nhiệm màu rồi ấy, danh sách cảm thấy biết ơn rồi ấy, thì hãy bình luận nó ở trong, đăng trên cái group Facebook này, hoặc là bình luận nó ở trong cái bài post mà chút xíu nữa Thuận sẽ post, và bình luận nó để truyền cảm hứng cho những người xung quanh, cũng như là để chúng ta cộng hưởng cái nguồn năng lượng với nhau, để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng và để kích hoạt cái phép màu trong chính cộng đồng của chúng ta. Đấy. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và trong bây giờ các anh chị hãy ngồi thực hành, và từ giờ cho đến 6 giờ thì Thuận sẽ để liên dung ở đây, và nếu ai có câu hỏi gì thì có thể bình luận ở trong phần ô chat để Thuận trả lời. Xin cảm ơn mọi người, chúc cả nhà chúng ta, chúc mỗi thành viên trong chương trình của chúng ta. Em ơi chụp giùm anh mất mấy kiểu hình quên. Này em chụp mấy kiểu hình đi. À, chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng lên và Thuận sẽ chụp một vài kiểu hình để chúng ta làm kỷ niệm ha. Đấy. Ngồi thẳng lưng lên để chúng ta sẽ chụp hình hướng mắt về phía màn hình và cười, nở một nụ cười thật là tươi để Thuận chụp hình. Chúng ta sẽ có hai màn hình cho nên là chúng ta sẽ giữ cho cái gương mặt của mình tươi một lúc ha, để cho Thuận là chụp ha. Nào, 1, 2, 3. Rồi, màn hình thứ nhất. Em chụp được chưa? Rồi, màn hình thứ hai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Màn hình thứ hai nhá. Nhớ là cười tươi đấy. Rồi, màn hình thứ hai đã xong. Xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc tất cả các anh chị ở trong Zoom ngày hôm nay, cũng như là người thân trong gia đình các anh chị, trong cộng đồng các anh chị, mau chóng để chúng ta có được cái phép màu ở trong cuộc sống của mình, và luôn luôn sống tràn đầy tình yêu thương. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào buổi sáng ngày mai lúc 5 giờ sáng. Và ngay bây giờ nếu anh chị nào có câu hỏi gì thì có thể bình luận ở trong phần ô chat để Thuận trả lời. Và những ai không có câu hỏi gì thì mình có thể kết thúc buổi Zoom, hoặc là ngồi để chúng ta thực hành, tùy các anh chị ha. Hoặc là có thể kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào các anh chị ha. Thuận sẽ ngồi đây, và nếu ai có câu hỏi thì Thuận sẽ trả lời ở trên phần ô chat. Nếu ai mà chưa hiểu gì ấy, thì mình có thể hỏi nha. Nãy Thuận quên. Tức là hôm nay chúng ta cần phải lặp lại phương pháp của ngày 1, và chúng ta phải đi tìm một hòn đá, đi lượm một hòn đá để về chúng ta ứng dụng vào làm cái phương pháp hòn đá nhiệm màu. Đấy. Cho nên nếu ai có cái điều gì đó chưa hiểu thì hỏi nha. Để Thuận chị Hiên nói là thiền, tên thiền là thiền Vipassana. Thiền Vipassana chị Hiên? Chữ Vipassana. Đó, Vipassana trong phần ô chat. Tí nữa Thuận sẽ để cái đường link đăng ký về thiền ở dưới cái bài post ạ. Thuận sẽ bình luận một cái đường link về thiền, cho nên nếu ai quan tâm mà muốn tìm hiểu thêm về phương pháp thiền thì có thể xem thêm ở trong cái đường link đó. Đây là một phương pháp mà nó không liên quan đến tôn giáo ha, nó hoàn toàn là luật tự nhiên, không có tôn giáo, bên nào cũng có thể tham gia thiền được. Thuận là người công giáo, Thuận cũng thiền được, và Thuận thấy là có những người theo đạo Phật cũng thiền được, có những người chả có đạo nào hết, tức là họ là đạo ông bà đấy, thì cũng thiền được. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Nhớ là chúng ta làm xong bài tập thì chúng ta hãy đăng lên ở trong group để chúng ta cho đi cái tình. Khi chúng ta đăng trên group chính là chúng ta đang cho cái sự cho người khác cái gợi ý ấy, tại vì có nhiều người họ không biết đường ghi đâu. Tại vì Thuận những ngày đầu tiên Thuận cũng cảm thấy hơi khó ghi. Đấy. Thì có nhiều người họ đang không biết đường ghi, bởi vì họ không biết đường ghi cho nên họ không có kích hoạt được cái phép màu trong cuộc sống của họ. Và như vậy thì nó làm cho cái cuộc sống của họ nó không có sự chuyển đổi. Cho nên khi chúng ta sẵn sàng đăng cái bài viết của mình lên, có thể chúng ta cảm thấy hơi mắc cỡ, nhưng không sao cả, khi chúng ta đã sẵn sàng đăng lên tức là chúng ta đang cho đi đấy ạ. Chúng ta cho đi cái điều tốt đẹp thì chúng ta cũng sẽ nhận về được những điều tốt đẹp. Đấy. Cho nên hãy cho đi, hãy học cách cho đi, và cái này chúng ta thực hành, nếu mà chúng ta đăng lên đó chính là chúng ta cho đi đấy ạ.
Có một câu hỏi là cần một cuốn sổ ghi 10 điều biết ơn mỗi ngày có thể chứng với những ghi chú khác không thầy? Thì theo kinh nghiệm của Thuận nhá, thì Thuận có hai cuốn sổ, một cuốn sổ để Thuận ghi bài học, tức là những cái bài lời giảng của thầy, và một cuốn sổ để Thuận ghi bài thực hành. Thuận có hai cuốn sổ, một cuốn chỉ để ghi những bài thực hành thôi, và một cuốn để ghi những bài học, tức là những cái lời giảng của thầy Ngọc. Đấy. Cho nên là mọi người cũng cũng có thể tách ra thành hai cuốn sổ riêng, bởi vì cái cuốn sổ đầu tiên này nó là một cái cuốn sổ mà nó rất là, sau này mọi người sẽ thấy rằng cái cuốn sổ này nó rất là quý ha. Sau này mình sẽ thấy rằng cái cuốn sổ mà chúng ta đang thực hành ấy nó rất là quý, bởi vì chúng ta ngồi chúng ta đọc lại thì chúng ta lại tràn ngập cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Cho nên là hãy ghi riêng nó ra một cái cuốn mới, chứ đừng có gọi là ghi nó vào trong một cái cuốn cũ mà chúng ta đang ghi nhắc tùm lum hết trơn ấy, ghi nó tùm lum hết trơn ấy, thì nó không Thuận nghĩ rằng nó không hay lắm. Cho nên nên mua có riêng một cuốn sổ mới để ghi ha. Chị Huyền hỏi là em sẽ dùng hòn đá hình trái tim mà con gái em tặng và bạn ấy viết chữ yêu mẹ có được không? Vì em muốn mang theo suốt hành trình. Được hay chị, hòn đá nào cũng được, miễn sao nó đủ nhỏ để mình có thể cầm trong tay mình là được ha. Hòn đá nào cũng được, mà hòn đá có chữ của con mình viết lên thì Thuận nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái hòn đá ý nghĩa đấy ạ.